tham gia tố tụng khác bị hại: một, cháu Nguyễn Thị Kim Quyên; hai, cháu Phan Thị Ngọc Châu sinh ngày 21 tháng 8, Khánh An sinh ngày 28 tháng 3 năm 2016, cháu Đào Khánh Nhật 17 tháng 2 năm 2013, cháu Lê Thị Lan sinh ngày 16 tháng 4 sinh ngày 12 tháng 3 năm 2013, cháu Đỗ Lê Kiều Tiên sinh ngày 6 tháng 1. Mà câm. Người phạt cáo Phạm Thị Kim Linh 3 năm tù, đã tù tính từ ngày 27 tháng 11 năm 2017. Phạt cáo Tất Như Huỳnh 6 tháng tù, nhưng cho cáo được treo trong thời gian thực hiện 3 năm. Kết quả hôm nay thì tôi cảm thấy là chúng tôi rất là hài lòng, tại vì hội đồng xét xử đó cùng quan điểm với là luật sư, chúng tôi đề nghị là xử chủ cơ sở là cái khung cao nhất, và cái khung cao nhất là 3 năm. Thì hội đồng xét xử đã coi như đã xử, đã tuyên phạt bị cáo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Và về phần bồi thường, chúng tôi cũng yêu cầu là cho mỗi bị hại 65 triệu, tức là theo điều 590, 592, và hội đồng xét xử cũng đã tuyên là bồi thường trách nhiệm dân sự theo ý của các luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị hại. Thành ra trong phiên tòa hôm nay là chúng tôi rất là hài lòng. Và về còn hai bị cáo có tình tiết giảm nhẹ vì tính cách nhân đạo thì cũng là coi như viện kiểm sát đề nghị là khung cao nhất thì đã khung cao nhất và cho hưởng án treo đối với một bị cáo đang nuôi hai con nhỏ sinh đôi và với một bị cáo là chưa được vừa tuổi vị thành niên. Là chúng tôi thấy là quan điểm của tòa là chúng tôi rất là buồn mừng và xử đúng người đúng tội, chúng tôi rất là hài lòng. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.